Chào tất cả các bạn, thì hôm nay anh em tụi mình đang mà chuẩn bị bộ cần câu 50 kg, chuẩn bị mà đi cắm câu rồi các bạn. Bây giờ đang tóm lưỡi với làm những công đoạn để hoàn tất. Đó, có lẽ là cả chiều nay là mình dính rồi đó, tóm để câu nhại rất là nhại. Vậy là thấy là khả quan rồi đó ha, có tương lai rồi đó. Giờ các bạn theo dõi công đoạn làm cần câu nha các bạn. Không có đầu lắm sao thôi. Rồi. Ăn nó có chịu dẻo vậy nó mới bật nó không sao. Rồi anh cắt này. Giờ nãy giờ cần câu này là mua riêng. Rồi bây giờ dây nhợ với lưỡi câu là bây giờ tóm rồi đó, bây giờ chuẩn bị cái đó là tóm cái đó để móc cái cần câu vô, móc lưỡi câu vô. Cái công đoạn này cũng lâu. Đấy, hai cháu rể bự chà bá lửa vậy. Các bạn chuẩn bị đón xem những thước video về cắm câu cá lóc nha các bạn. Câu mà giờ không dính thì hai thằng thợ này đem ra ngoài giữa đầu voi ở ngoài cũng ngã nằm thả ngoài câu. Ảnh làm cũng im lắm, không biết sao đây nè, chiều nay để coi giỡn ngoài chúng ta. Cũng mềm lắm mà, thấy tài thấy mới dính lưỡi câu là biết kỹ lắm mà đó. Vô rồi đó, vô một khúc, vô một cái muốn la trời luôn á, nhại nó lạng luôn. Thì thử này ngon thì mấy cái video trước là đi mà cắm cá giò đây, thợ này đây, thợ giòn đây thì cũng cần thủ luôn, cù thẳng. Cần thủ câu cá giò. Bộ cần bộ cần sắp hoàn thành nha các bạn ơi. Phú. Chỉ còn vài cây nữa thôi. Tao đi nước đang rồi, bây giờ là mình lên. Chỉ cần vài cây nữa thôi. Trời là đó. Mình có thể chiến đấu nha các bạn. Đó, đi qua chợ mua vé. Mày đưa cái keo vô đi lì thấy sợ vậy đó. Từ gấp chị xong mua dèo cái đi. Keo vô người ta làm gì ông kia? Dây chờ làm gì? Uống. Cứng quá uống. Trời. Uống diện hồi gịch cái kia xuống nó cũng xuống thôi. Tại ta cứng quá chú gịch cái đầu kia nó yếu đấy. Hả? Gãy hả? Quá vậy. Căng chịu quá không nói. Mấy cây kia mỏng quá, còn cây dày quá. Mình phải cho nó nhẹ thôi. Bộ cần 50 cây này cũng hy vọng được rất là nhiều cá các bạn. Cắn không mà. Rồi dính cá làm sao cần... chúng ta? Hả? Dính cá làm sao? Dính cá gọn dèo đi. Mày chi vậy? Hả? Ăn nhậu gì đó tị. Ôi, mày nhậu nữa má ơi. Không bán gì. Má lấy sư phí hả? Uống sao cũng được. Lấy giống cái đi rồi đó. Lấy giống cái đi rồi. Đó, nãy giờ làm xong bộ cần là hết, đứt hết bộ răng rồi đó. Cắn không à. Vừa dính cá nữa tính đường bán với đường ăn nhậu rồi ha. Tiền thợ không à? Tiền thợ thì tặng 200. Đó, 200. Chưa chờ tính gà chi phí ghê không các bạn, tiền chưa bật nữa mà tính máu nè, ra máu rồi nè, xưng ngón tay rồi nè, chưa tính nữa đó. Đó cặn giờ ngon lành rồi đó, bây giờ chủ yếu là chiến đấu thôi, giờ lấy keo thôi. Video đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi, để video tiếp theo thì mình sẽ câu cá nha, cắm câu rồi vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo là được.